Hôm nay Teresa cũng ra làm photoshoot áo tắm ở ngoài Laguna Beach. And cũng vui lắm, tại có nhiều rất là đẹp, rất là dễ thương. Và hôm nay cũng là ngày cũng vui. Cái người đàn bà Việt Nam là rất là đẹp. Cái người, cái lòng, cái đầu, everything. Rất là vui khi tới bờ biển và tất cả các bạn đều đứng chụp hình, và em có thể học hỏi được rất là nhiều cách đứng và tạo dáng để sau này nếu như em có cần thiết tới thì em có thể dùng tới. Khánh Hoàng cùng với các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Người Việt Hoàn cầu đang ở tại Happy Tuy Di. Thưa quý vị, Happy Tuy Di là một cửa tiệm phân phối và sản xuất nệm memory foam ở tại miền Nam California. Đây là một trong những cơ sở thương mại đã bảo trợ thật là lớn cho cuộc thi lần này. Khánh Hoàng xin cảm ơn Happy Tuy Di đã bảo trợ cho chương trình này. Thank you Happy Tuy Di.
biểu của tài cho mày. Để vô hát coi. Dạng dạng ra. This is my book. Lovely book. Yeah. My bây giờ được hơn lúc nãy chút xíu chưa? I don't even know who's alive. No, he doesn't. I'm with you. Giống nhau anh ơi, em mặc ai cũng mặc màu đỏ đó. Nên số là không có lộn, khuôn mặt có thể dễ lộn. Để makeup giống nhau.